Sau hơn 7 tháng, cuộc xung đột Nga-Ukraine đã trải qua nhiều diễn biến khó lường. Trong những tuần gần đây, Ukraine tiến hành phản công và tuyên bố giành lại nhiều khu vực do Nga kiểm soát. Trong khi đó, Moscow cho biết nước này rút quân để tái tổ chức và củng cố lực lượng. Trung tuần tháng 9, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Nga sẽ không chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine cho tới khi Kiev đầu hàng hoàn toàn. Tổng thống Zelensky cho biết ông ấy sẽ không tiến hành một cuộc đối thoại về chủ đề bên nào là bên đặt ra các tối hậu thư. Những tối hậu thư hiện nay chỉ là những bài tập khởi động cho các yêu cầu trong tương lai. Ông ấy hiểu rõ chúng. Sự đầu hàng hoàn toàn của chính quyền Kiev nằm trong số các điều kiện của Nga, ông Medvedev cho hay. Giới quan sát tin rằng, trong quá trình thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga có những lý do để tin rằng họ sẽ giành chiến thắng cuối cùng. Nhà quan sát Daniel Dresner, giáo sư về chính trị quốc tế, đồng thời là giám đốc chương trình nghiên cứu Nga và Á-Âu tại trường luật và ngoại giao Fletcher thuộc Đại học TUF nhận định trên VOX rằng các học giả Nga cho rằng phương Tây thiếu khả năng chịu đựng để duy trì sự ủng hộ lâu dài cho Ukraine. Một học giả Nga nói với ông rằng chúng tôi đang chờ tỷ lệ lãi suất ở mức cao dẫn đến những vấn đề chính trị nội bộ ở các nước phương Tây. Ông Daniel Dresner bình luận, trung tâm trong chiến lược của Nga hiện nay là chờ đợi tới khi phương Tây xuất hiện nhiều vấn đề và không tránh khỏi tâm lý mệt mỏi vì cuộc chiến ở Ukraine. Từ đó sự ủng hộ của công chúng với cuộc xung đột này sẽ giảm dần. Điều này thậm chí đã được người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhiều lần khẳng định. Hồi tháng 6, ông Peskov đánh giá công dân EU đang cảm nhận được tác động của các lệnh trừng phạt nhiều hơn so với người Nga. Trước đó ông cũng cho rằng cái giá của lệnh trừng phạt đối với các công dân châu Âu sẽ tăng lên từng ngày. Trong mùa hè, nhà phân tích Nga Sergei Kraganov đã nhận định với New York Times rằng giới tinh hoa phương Tây đang thất bại và mất dần tín nhiệm. Thậm chí chính các nước phương Tây cũng cảm nhận rõ và thừa nhận tác động của các lệnh trừng phạt Nga. Hồi tháng 4, Politico đưa tin có một mối lo ngại ngày càng gia tăng là Tổng thống Putin sở hữu thứ mà phương Tây thiếu, đó là thời gian. Các quan chức Mỹ lo ngại sự ủng hộ đối với cuộc chiến sẽ giảm dần qua thời gian, đặc biệt khi giá nhiên liệu vẫn ở mức cao trong khi Washington sắp bước vào cuộc bầu cử giữa kỳ. Sau khi Ukraine tuyên bố tái chiếm được các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, Politico tiếp tục đăng tải một bài viết với nhận định khi cuộc chiến ở Ukraine bước sang ngày thứ 200, Tổng thống Joe Biden đối mặt với thách thức mới trong cam kết đối phó lâu nhất có thể với cỗ máy chiến tranh của Moscow. Rõ ràng nền chính trị phương Tây đã đối mặt với không ít biến động và sự bất ổn. Trong 7 tháng kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, Thủ tướng Anh Boris Johnson rời nhiệm sở. Thủ tướng Italy Mario Draghi từ chức. Đảng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mất thế đa số ở Quốc hội. Và Đảng Dân Chủ của Tổng thống Biden có nguy cơ thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Dù phương Tây nhiều lần tuyên bố về sự đoàn kết cũng như quyết tâm ủng hộ Ukraine, nhưng Nga có cơ sở để dự đoán sự ủng hộ này sẽ phai nhạt dần qua thời gian và trước những sức ép ngày càng gia tăng. Dù vậy, phương Tây vẫn cho rằng họ sẽ giữ được đoàn kết, sẽ dập tắt hy vọng của Nga về sự ủng hộ cho Ukraine sẽ phai nhạt dần. Trong một cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 9, 70% người dân Đức nhất trí ủng hộ Ukraine, thậm chí cả khi đó đồng nghĩa với giá năng lượng tăng cao. Cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 8 của Hội đồng các vấn đề toàn cầu Chicago cũng cho thấy 72% người dân Mỹ được hỏi ủng hộ cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine. 58% người tham gia khảo sát nhất trí rằng Mỹ nên tiếp tục ủng hộ Ukraine và ủng hộ lâu nhất có thể. Ngoài ra, phương Tây cho rằng ngay cả sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chức thì tân Thủ tướng Liz Truss vẫn cam kết tiếp tục ủng hộ Ukraine. Mặc dù đảng của ông Macron không giành thế đa số, nhưng việc tiếp tục tái đắc cử vị trí Tổng thống khiến ông vẫn có thể duy trì chính sách đối ngoại của Pháp. Về phía Mỹ cũng tương tự, ngay cả khi đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, thì điều đó cũng không ảnh hưởng đến sự ủng hộ của Mỹ cho Ukraine. Chính quyền Tổng thống Biden sẽ tiếp tục thực hiện chính sách đối ngoại của Mỹ ít nhất là tới tháng 1 năm 2025. Nga và phương Tây đều có lý do để tin rằng mình có lợi thế riêng và đối phương sẽ sụp đổ trước, nhưng thời gian sẽ đưa ra câu trả lời cho mỗi bên. Với những lệnh trừng phạt cứng rắn chưa từng có, phương Tây hy vọng sẽ cô lập Nga và khiến nền kinh tế nước này sụp đổ. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra.
Bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây, doanh thu của Nga từ dầu mỏ và khí đốt vẫn không ngừng tăng. Bên cạnh đó, các đối tác châu Á quan trọng khác như Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục tăng cường nhập khẩu năng lượng của Moscow, phần nào bù đắp việc châu Âu giảm dần sự phụ thuộc vào Nga. Trong cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO tại Uzbekistan, ngày 15 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận về dự án cơ sở hạ tầng mới quy mô lớn, dự án sức mạnh Siberia 2, vận chuyển khí đốt từ Nga tới Trung Quốc qua Mông Cổ. Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết, đường ống này sẽ thay thế đường ống dòng chảy phương Bắc 2 sang châu Âu. Sự ủng hộ của Trung Quốc với Nga về mặt ngoại giao ngày càng được củng cố trong những tháng qua. Mới đây, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư đã thăm Moscow và khẳng định với các nghị sĩ Nga rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc hiểu rõ nhu cầu Nga cần tiến hành tất cả các biện pháp để bảo vệ các lợi ích cốt lõi của mình. Ông Lật Chiến Thư là nhân vật quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến thăm Nga kể từ khi xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine. Trước khi xung đột ở Ukraine diễn ra, Nga và Trung Quốc đã nhất trí một tuyên bố chung dài 5.000 chữ khẳng định tình hữu nghị giữa hai quốc gia không có giới hạn và không có vùng cấm trong các lĩnh vực hợp tác. Dù vậy, khi cuộc chiến ở Ukraine tiếp diễn, phương Tây cho rằng mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc vẫn tồn tại các giới hạn, trong khi Nga và Trung Quốc tiếp tục hợp tác về thương mại bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Moscow, thì Bắc Kinh vẫn chưa hỗ trợ quân sự và tài chính cho Nga. Động thái có thể khiến nước này cũng trở thành mục tiêu của các biện pháp trừng phạt. Một quan chức cấp cao của Mỹ nhận định với Reuters rằng Trung Quốc không cung cấp sự ủng hộ thực chất. Chúng tôi chưa thấy Trung Quốc vi phạm các lệnh trừng phạt một cách có hệ thống và họ cũng chưa cung cấp vũ khí quân sự cho Nga. Các quan chức cấp cao Mỹ nhận định với CNN rằng họ cảm thấy thất vọng khi tới nay các lệnh trừng phạt không có tác động lớn hơn đến nền kinh tế Nga và dự đoán rằng những tác động mạnh mẽ nhất sẽ chưa thể thành hiện thực ít nhất là cho tới đầu năm sau. Hy vọng của phương Tây về việc các lệnh trừng phạt sẽ nhanh chóng bóp nghẹt cỗ máy chiến tranh của Nga ở Ukraine nhằm gây khó dễ cho Điện Kremlin đã chứng minh là điều đó không hề dễ dàng. Nền kinh tế Nga chứng minh được khả năng thích ứng linh hoạt hơn nhiều so với những gì các quan chức cấp cao trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden dự đoán khi áp đặt lệnh trừng phạt lên nước này. Chủ yếu nhờ doanh thu kỷ lục từ dầu mỏ và khí đốt do giá năng lượng tăng. Trong 100 ngày đầu tiên của cuộc chiến, Nga đã thu về 93 tỷ euro doanh thu nhờ hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, than đá và khí đốt. Nền kinh tế Nga trong tháng 4 và tháng 6 đã sụt giảm khoảng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn thấp hơn nhiều với con số 15% mà nhiều nhà quan sát dự đoán vào đầu năm nay. Một quan chức Mỹ thừa nhận rằng, dù gây ra một vài cú sốc cho nền kinh tế Nga, chẳng hạn như khiến đồng rúp sụt giảm, nhưng Moscow đã nhanh chóng khôi phục nhờ doanh thu từ năng lượng. Dù vậy, quan chức này và giới tình báo phương Tây dự báo về dài hạn, nền kinh tế Nga sẽ chịu tác động lớn hơn do chi phí chiến tranh và việc châu Âu cắt giảm nhập khẩu năng lượng từ Moscow. Giám đốc CIA Binburn dự báo Nga sẽ phải trả giá rất đắt về dài hạn. Trên thực tế, sự chênh lệch giữa những dự báo ban đầu của phương Tây và thực tế diễn ra đã cho thấy Mỹ và châu Âu đánh giá thấp doanh thu của Nga từ dầu mỏ và khí đốt, cũng như thái độ sẵn sàng của những quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ trong việc tiếp tục mua dầu mỏ của Nga, bất chấp việc là một trong các nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới là Ả Rập Saudi cũng bắt đầu mua dầu thô của Nga do được giảm giá để sử dụng cho các nhà máy điện và bán dầu của mình cho các nước khác. Trước doanh thu năng lượng cao kỷ lục của Nga và giá trị ngày càng tăng của đồng rúp, các quan chức Mỹ cho rằng tác động của các lệnh trừng phạt vẫn chưa được cảm nhận tại Nga. CNN dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, chúng tôi đã kỳ vọng vào những biện pháp như loại Nga ra khỏi SWIFT và trừng phạt các ngân hàng của nước này sẽ phá hủy hoàn toàn nền kinh tế Nga. Một quan chức khác lưu ý, Washington hy vọng sẽ chứng kiến kinh tế Nga bị tổn thương nhiều hơn với các biện pháp trừng phạt chưa từng có tiền lệ. Nhưng mọi thứ dường như đi ngược lại với suy đoán của phương Tây. Phản ứng trước chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, Mỹ và các đồng minh khác trong NATO cùng Liên minh châu Âu đã tung ra một loạt biện pháp trừng phạt mạnh chưa từng có đối với Nga. Nga đã trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất trên thế giới chỉ trong vòng 2 tuần sau cuộc tấn công. Nhưng sau các vòng trừng phạt liên tiếp, cấm vận về năng lượng và hạn chế Nga tiếp cận hệ thống SWIFT, Moscow vẫn thu về lợi nhuận kỷ lục từ xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch. Đồng rúp tăng giá mạnh so với đồng đô la giống như thời điểm 2019 và tỷ lệ lạm phát của Nga đã giảm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng bày tỏ quan điểm tương tự trong một cuộc họp kinh tế đầu tuần, tuyên bố rằng chiến lược kinh tế chớp nhoáng của phương Tây đã thất bại. Một trong những lệnh cấm mà Mỹ và phương Tây kỳ vọng sẽ làm khó khăn cho nền kinh tế Nga, đó là kêu gọi các công ty nước ngoài rút sự đầu tư của họ ra khỏi nước Nga. Tuy vậy, trên thực tế, có một số công ty đã không muốn rời bỏ nước Nga. Sau khi các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga được ban bố 6 tháng trước, các công ty nước ngoài bắt đầu rút khỏi thị trường này như dấu hiệu một đi không trở lại. Nhưng sự thực có phải như vậy? Theo trang tin Người Quan sát của Trung Quốc, ở Nga có khoảng 25.000 công ty nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Sau khi lệnh trừng phạt được ban bố, một số công ty đến từ các quốc gia không thân thiện với Nga đã quyết định nói lời tạm biệt thị trường Nga. Với quyết định đó, về cơ bản, họ sẽ không bao giờ có cơ hội quay trở lại Nga và tiếp tục kinh doanh với các điều kiện tương tự. Nhưng thị trường sẽ không bao giờ bị bỏ trống, và thị trường trống sẽ sớm bị các đối thủ cạnh tranh, các doanh nghiệp Nga và các công ty nước ngoài khác chiếm giữ. Điều này thì các công ty phương Tây đều hiểu. Vì lý do này, nhiều công ty phương Tây đang làm mọi cách để cố gắng ở lại Nga. Viktor Evtukhov, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nga cho biết, trong khi họ phải vật lộn để tuân thủ các lệnh trừng phạt, một số công ty đã tìm cách thay đổi một chút về thương hiệu, kế hoạch kinh doanh hoặc áp dụng thiết kế mới. Theo trang Người Quan sát, chỉ có 150 trong số gần 25.000 công ty nước ngoài rút khỏi thị trường Nga, một tỷ lệ không cao. Mặc dù số lượng công ty rời nước Nga vẫn đang tăng lên, nhưng rất ít công ty nước ngoài đưa ra các tuyên bố mang tính chất đoạn tuyệt. Ông Evtukhov tin rằng không cần phải bi quan về những gì đang xảy ra ngay bây giờ. Các công ty Nhật Bản rất thực dụng và họ đã tạm dừng các hoạt động kinh doanh của mình ở Nga. Nhưng tính đến nay, chưa tới một nửa trong số 168 công ty Nhật Bản tuyên bố rút khỏi thị trường Nga, và chỉ có 6 công ty rút đi hoàn toàn. Số còn lại chỉ đóng băng giao dịch, sản xuất và nghiệp vụ ngoại thương. Không ít thương hiệu cũng đã áp dụng chiến lược tương tự, ví dụ Inditex của Tây Ban Nha, công ty mẹ của Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius và Oysho. Mặc dù các cửa hàng của Inditex ở nhiều trung tâm thương mại khác nhau ở Nga đã đóng cửa trong vài tháng qua, nhưng các nhân viên chưa bị sa thải. Dựa trên tình hình thị trường Nga, Inditex sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn nhân lực và đưa ra các kế hoạch hỗ trợ. Điều chúng tôi có thể khẳng định là không có chuyện sa thải nhân viên với quy mô lớn ở Zara và các thương hiệu khác thuộc sở hữu của Inditex ở Nga. Đại diện Inditex cho biết trong một phản hồi về tin đồn sa thải nhân viên với quy mô lớn. Cũng theo trang Người Quan sát, các chuyên gia nhận định rằng nhiều công ty đến từ các quốc gia bị chính phủ Nga xếp vào danh sách không thân thiện đang cố gắng tìm cách lách lệnh cấm. Gennady Azhev, trưởng khoa marketing tại Đại học Quản lý Nhà nước Nga cho biết, một trong những hình thức phổ biến nhất hiện nay là chuyển giao kinh doanh. Ví dụ, việc chuyển giao có thể được thực hiện thông qua Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Hàn Quốc, Armenia, Georgia, Kazakhstan và một số quốc gia Ả Rập. Ông Azhev nói, cách tiếp cận này được các công ty nước ngoài về nhu yếu phẩm và sản phẩm công nghiệp tích cực áp dụng và được người Mỹ gọi là đường dây bán hàng hình chữ U đối với các công ty Mỹ. Về cơ bản, làm như vậy là hợp pháp. Ông Azhev cho biết, châu Âu đang áp dụng cách tiếp cận tương tự, hoạt động kinh doanh của họ ở Nga mà thông qua các trung gian Nga. Các nhà sản xuất châu Âu đang cố gắng níu kéo lòng trung thành của người tiêu dùng Nga, không để họ tìm đến các nhà cung cấp khác. Gennady Azhev cho biết thêm, trong 3 tháng qua, các luật sư Nga đã tham gia vào việc mua bán và chuyển nhượng tài sản của các công ty phương Tây cho các doanh nghiệp và cá nhân Nga, một xu hướng rất đáng chú ý. Thông thường, hoạt động giao dịch này chỉ được thực hiện với những đối tượng đáng tin cậy. Điều này có nghĩa là, trong một số trường hợp cụ thể, trong tương lai, tài sản có thể được hoàn trả. Do đó, một số công ty phương Tây có vẻ như đã rút khỏi thị trường Nga, nhưng vẫn đang hoạt động. Các công ty không thể thực hiện chuyển giao kinh doanh sẽ sử dụng các chiến lược khác, chẳng hạn như chuyển đổi thương hiệu. Khách hàng vẫn có thể nhận diện thương hiệu từ các thuộc tính bên ngoài của sản phẩm và bao bì, nhưng rất khó để chứng minh về mặt pháp lý rằng những công ty này đang làm như vậy để tránh các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga. Theo ông Azhev, một cách tiếp cận khác cũng được sử dụng phổ biến, đó là các công ty phương Tây chỉ cần phớt lờ các lệnh trừng phạt và tiếp tục kinh doanh tại thị trường Nga. Chính phủ của những nước mà các công ty này đặt trụ sở có thể sẽ âm thầm cho phép họ hoạt động vì lợi ích của nền kinh tế quốc gia để tiếp tục nhập khẩu nguyên liệu thô từ Nga. Đây là điều có thể chấp nhận được. Một số công ty đã chọn cách hoạt động
ở các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ cho phép người lao động từ các công ty đã đóng cửa ở Nga tham gia sản xuất. Bằng cách này, bề ngoài có thể cho thấy họ đã hưởng ứng các lệnh trừng phạt, nhưng trên thực tế vẫn giữ cơ hội quay trở lại thị trường Nga trong tương lai. Áp dụng phương thức này rất có lợi cho họ. Nếu tình hình bên ngoài thay đổi trong tương lai, các doanh nghiệp này có thể quay trở lại thị trường Nga với chi phí thấp hơn. Ông Azuev nói, cách tiếp cận trên thực sự có hiệu quả, nhưng chúng cũng chỉ áp dụng được cho một số công ty phương Tây. Những công ty rời đi với tuyên bố cứng rắn đều đã lên kế hoạch không quay trở lại. Nếu trước đây bạn phải soi kính lúp để tìm kiếm thị trường ngách ở Nga, thì giờ đây thị trường ngách ở Nga đã phát triển rộng khắp. Ekaterina Mosheyan, giám đốc điều hành của Tập đoàn Phát triển Quan hệ Công chúng Nga cho biết, thoạt nhìn, một loạt động thái như việc các công ty quốc tế rút khỏi thị trường Nga và thay đổi quyền sở hữu của họ đã làm thay đổi cấu trúc thương hiệu trên thị trường nội địa Nga. Tuy nhiên mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tuy các công ty phương Tây đã bỏ tên và logo, nhưng vẫn giữ lại những yếu tố thương hiệu quan trọng nhất. Thay đổi logo và tên sẽ không ảnh hưởng đến ADN của thương hiệu. Việc này sẽ không ảnh hưởng đến phân khúc hoặc định vị khách hàng mục tiêu. Tất cả các giao dịch sẽ tiếp tục được thực hiện trên nền tảng vốn được thiết lập bởi các nhà khai thác trước đó, duy trì cốt lõi cơ bản của các thương hiệu này. Bà Mosheyan phân tích. Theo bà Mosheyan, giá trị thương hiệu là yếu tố quan trọng nhất tạo dựng niềm tin của người tiêu dùng. Việc xây dựng thương hiệu thường đòi hỏi phải từ bỏ truyền thống, nhưng điều đó không đúng trong trường hợp hiện tại. Các nhà điều hành mới của các chi nhánh công ty nước ngoài tại Nga nhấn mạnh rằng, bất chấp những thay đổi về tên thương hiệu, nhưng mức độ dịch vụ và chất lượng sản phẩm vẫn được giữ nguyên. Cách tiếp cận như vậy cho phép các doanh nghiệp này giữ được giá trị cốt lõi của thương hiệu ban đầu trong khoảng từ 2 tới 3 năm. Tài sản sẽ vẫn được hoàn trả cho các công ty nước ngoài này. Olga Zikova, phó giáo sư tại khoa Logistics và Tiếp thị của Đại học Tài chính Chính phủ Liên bang Nga cho biết, các công ty trong ngành sản xuất chế tạo thua lỗ nhiều nhất khi buộc phải rút khỏi Nga. Đối với những doanh nghiệp trong lĩnh vực nhượng quyền thương mại, tình hình hầu như không bị ảnh hưởng và họ cũng đã thành công trong việc tăng cường sự hiện diện của mình tại thị trường Nga. Các thương hiệu quần áo, mỹ phẩm và nước hoa đã kiếm được lợi nhuận vượt trội trong 6 tháng qua, khiến cho giá cả hàng hóa tăng thêm 30% tới 40% và họ tiếp tục hoạt động ở Nga theo con đường vòng thông qua các công ty con của Nga, nước thứ ba, nhà thầu phụ, bà Zikova nói. Ngoài ra, bà Zikova cũng không loại trừ khả năng trở lại của một số thương hiệu thời trang quốc tế trong thời gian gần. Điều này có thể đạt được bằng cách mở các cửa hàng đa thương hiệu. Hiện tại, một số công ty nước ngoài, chẳng hạn như Inditex, tiếp tục trả tiền thuê cửa hàng trong các trung tâm thương mại và tiền lương của nhân viên đang tạm thời phải nghỉ việc. Các công ty này đã chuẩn bị sẵn sàng để nhanh chóng khôi phục hoạt động của họ ở Nga trong tương lai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.